Hơn 600 phụ huynh đóng cả tỷ đồng tiền học tiếng Anh trực tuyến nhưng trung tâm đột ngột đóng cửa. Một nhóm phụ huynh lên tới hơn 600 người mới đây đã bất ngờ chia sẻ câu chuyện chuyển cả tỷ đồng tiền học tiếng Anh trực tuyến cho con qua một trung tâm ở Philippines có tên là Asia Academy nhưng bất ngờ lại nhận được thông báo là trung tâm này ngừng hoạt động. Một phụ huynh thì chia sẻ rằng qua lời giới thiệu của bạn bè cũng có con học ở trung tâm này. Chị đã đăng ký khóa học tiếng Anh trực tuyến một kèm một cho con. Thế nhưng học chưa tới 10 buổi, giáo viên bất ngờ thông báo là trung tâm đã đóng cửa và đang nợ lương của giáo viên. Tìm hiểu thêm thì chị tá hỏa khi mà không chỉ riêng chị mà nhiều phụ huynh cũng đã đăng ký khóa học cho con nhưng cũng nhận được thông báo tương tự. Khi liên hệ với đại diện trung tâm này ở Việt Nam thì các phụ huynh lại được giải thích rằng trung tâm đang tạm thời dừng hoạt động do một số vấn đề pháp lý của trường có liên quan đến ngân hàng. Hiện tại thì sự việc này vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.